Rồi con chào chú. Thưa bà con, thì cơn cũng đã đi ở đây là xã gì chú quên rồi chú. Cả ao Phước Hội. Phước Hội hả? Xã Phước Hội của huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Mà cơn hồi nãy là cơn đã là đi vòng vòng hết toàn huyện các xã rồi quay là về cái nội dung sâu đồ đen. Nhưng mà đi khảo sát chạy vòng 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 rất là dài nhưng mà không có tìm được con sâu đồ đen. Với lý do là nó đã qua rồi bà con, lý do là một nó đã qua, thường thường nghe nói là khảo sát là nó tấn công rất lẹ Đúng rồi, và nó đi rất lẹ, đúng rồi. và bà con đã phun thuốc rồi cho nên nó chết hết rồi, nó để lại là cái chỗ cái vỏ nó khi nó lột ra thôi Rồi cái vỏ chứ lọc rồi, nó không còn ai trong đây nữa. đúng rồi. Nãy con chú thứ mấy chú? Chú sao? Chú Sáu. Chú Sáu này là chủ vườn dừa đó bà con, là cũng cái người là trực tiếp ảnh hưởng từ sâu đồ đen tấn công lên vườn dừa của chú Sáu. Mà kêu chú Sáu tìm con sâu đồ đen nãy giờ có đâu, không có luôn hả chú Rồi Sáu? không có. Giờ không có luôn, cho nên là cơn cũng không có cái cơ sở để bắt được một hai con sâu đầu đen để về thực nghiệm đó, bà con cũng thấy đó. Là thưa chú Sáu thì như là sâu đầu đen này tấn công trên vườn mình bao nhiêu năm nay rồi chú? Mới có năm nay à? Năm nay mấy năm, hồi trước giờ có không? Không, mà trước giờ không có. Hồi trước giờ không có Không. không? Thường thường là nó tấn công là khoảng bao nhiêu ngày nó để lại hậu quả này ta? Tấn công thấy hoài hoài chứ không biết. Tấn công hoài hoài luôn hả? Hoài hoài Dạ. vậy. Cho nên là nói với bà con là hiện tại là kênh cũng đi khảo sát hỏi rất nhiều người dân ở tại địa phương này, là người dân ở đây đã có cái loại thuốc để phun không chú? Thuốc phun tiêu diệt sâu lậu đen của bà con, có nghĩa là một là phun ngừa trước hoặc là trong thời gian có nó phun, nhưng mà cũng cũng rất là nguy hiểm, tại vì chú thấy không, bây giờ nó sơ sát đó, có nghĩa là cái phun như thế nào hoặc chưa phun thế nào mà nó cũng ăn rất là nguy hiểm, còn sơ sát cực kỳ sơ sát. Đúng rồi. Chú Sáu cho hỏi là nó tấn công dừa mình sơ sát vậy là như mấy cái đám dừa khi con thấy là sụ bẹ gãy hoài teo đọt luôn á chú, Đúng rồi. rồi có số cây nó chết luôn, mà Vậy chết luôn. mấy số cây chết mình làm gì chú? Thì đốt bỏ chứ. Đốt bỏ hả? Đốt Đốt bỏ sao bỏ mình không làm bán? vậy. Mình không bán chú, Hả? không bán thân, bán cái cây á. Bán cái cây thì cây cao không kiểu mua, còn nó mua còn bán được bán, còn bán mà nó không mua thì mình đóng bỏ, mình Đúng đồng ý bỏ khác. luôn. Nhưng mà thường thường mua là bao nhiêu cây? Trời ơi, về vừa ngày cỡ 30.000, 40.000 cây à. À, mua một cây dừa cao cho cao muốt và cả chục mười mấy mét vậy đó hả? Mua cả 40.000 cây nó trục qua. À. Sau khi mà xe sau đồ đen nó tấn công mình, chú thấy là con cũng thấy là dừa của mình nó đang mất sức, là mà thứ nhất, thứ Đúng hai là cái lượng trái là nó không đạt, rồi. Đúng rồi có một số vườn là không có trái luôn, rồi. Đúng rồi. nó rụng hết toàn Đúng rồi. bộ và nó teo cổ và tự động nó chết luôn, Đúng rồi. cho nên Bởi vì vừa mình nó cái hẳn ăn trước nó ra cái hẳn ăn trước là nó nhờ một cái lá, dạ mà sau vẫn ăn cái lá hết rồi là cái dừa là mất sức. dạ Với cái dừa nhỏ nữa, cái dừa hồi đó buổi chiều học cái gáo buổi chảng, bây giờ học cái gáo trúc đó, bà con thấy chú Sáu nói nó không? teo cái dừa rồi. Dạ thì cơ cũng thường xuyên phân tích cái bẹ dừa, lá dừa nó là một cái tổ, có tổ hợp như một cái cỗ máy để nó hấp thu dinh dưỡng, nó quang hợp để hấp thu để nuôi cây dừa, Đúng rồi. nhưng mà nó bị sâu đầu đen tấn công rồi nó ăn trụi đuổi đó, rồi nó không hấp thu được, cho nên là rồi nó rụng luôn, rụng Đúng bẹ rồi, luôn, rất rồi đúng. nó mất sức, cho nên cái củ hủ dừa sẽ teo lại, Đúng nhỏ rồi. lại, và lúc đó phải một thời gian nào đó, nó có thể là vài năm sau mới phục hồi được, Đúng rồi. chứ đâu có thể phục Chừng hồi được hả chú? 2 năm 3 năm rồi. Dạ Thì mình dưỡng được một cái ngọn á thì là dưỡng cái ngọn. giá kỹ vậy anh, dưỡng được cái ngọn á thì chừng 2 năm 3 năm nó phải hồi sức cái vừa. Dạ Còn dưỡng ngọn không được thì gần chết luôn. dạ Vậy á. như con thấy thực tiễn ở quê hương Đồng Khải Bến Tre mình nói chung nè, như huyện Mỏ Cày Nam mình ở đây nói riêng, là bà con mình thấy là trồng dừa rất nhiều, đặc Đúng biệt rồi, là dừa truyền thống, đúng rồi, mà mục tiêu kinh tế thì cây dừa là con thấy cũng hơi chủ lực, đúng bên rồi. cạnh cũng còn trong chăn nuôi trồng trọt nhiều với cái cây trồng vật nuôi khác, nhưng mà dừa như thế này thì đâu bà con đâu có thu nhập. Không có gì đâu mà mới đồ nhập. Dạ cho nên là đó là một cái tổn thất rất là khó khăn đối với bà con, cho nên những cái bà con nào mà ở những cái tỉnh thành mà chúng ta không có bị sâu đồ đen tấn công thì cái đó một điều rất là vui mừng. Bà con nhiều tỉnh thành bà con bị đuông bỏ ánh cứng, còn ở đây là vừa chịu tác động đuông bỏ ánh cứng và sâu đồ đen tấn công, mà tấn công trên cái diện rộng để lại cái hậu quả cực kỳ là nặng bà con, và cuối cùng là cây dừa nếu còn sống được hồi phục khoảng sau vài năm, và những cái dừa nào nặng quá rồi nó sẽ bị chết luôn. Bà con thấy như chú Sáu mới chia sẻ là nó chết rồi là bán có cái thân được mấy chục ngàn, còn nếu mà bán không được á, thì là bỏ luôn. Nó như là ngày hôm nay là kênh qua đây là để là muốn khảo sát và bắt được một số con sâu đậu đen để về thực nghiệm, nhưng mà không 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 có con sâu đậu đen,
À, con đi vòng vòng nãy cũng tìm nhiều vườn mà không có sao lộ đen nào. Không có. Đó, không có luôn, cho nên là cũng xin lỗi bà con. Kênh sẽ có dịp nào nữa kênh sẽ đi tầm được là kênh sẽ bắt và thực nghiệm. Nhưng mà một cái điều vui nhớ nhất nữa là hiện tại bà con Bến Tre những vườn dừa bị sâu đen đã có cái cách phòng ngừa, thứ nhất là phun hoặc là treo. Hồi nãy hỏi cái chú kia nói là treo cái viên viên bồn bột gì Ý Mỹ gì đó. Là cái viên đó là để treo giống như treo đuông bò ảnh cứng nha bà con. Đó là treo để khử mùi rồi phun thuốc, đó là hai cái. Nhưng mà con sâu lộ đen đó nó rất là khó diệt. Để là kênh với chú Sáu sẽ quay chi tiết thêm chút xíu nữa cho bà con xem. Đây là những cái cây ở mức độ nhẹ nè bà con. Ở mức độ nhẹ đó. Còn bà con coi, coi mấy cây mức độ nặng nè. Vô là trời bão số 3 nè bà con. Để nó tối quá. Bà con thấy nó tối không thấy rõ chứ thật ra nó đang hết lá với sụ bẻ đó rồi bà con. Sụ bẻ xuống hết. À, cái cây này là tỷ lệ mà hồi phục có chắc cũng có thể là 3-4 năm nữa mới hồi phục nổi không. Cực nặng luôn rồi. Bà con coi nó trái lá sơ sát ráo. Bây giờ cái cổ là cái củ hủ dừa bà con thấy nó rất là nhỏ. Nó nhỏ. Cái giai đoạn này đang quay nó cực kỳ tối, khó xem bà con. Đây là sâu lộ đen nó đùng hả chú? Vậy là con nghĩ là mấy cái bã này, mấy cái bã này có thể là nó ăn, nó nhả xác ra làm tổ luôn phải không? Đúng rồi, vẫn nhả xác nè. Chứ nó đâu có lấy cái dây cắt gì đâu. Không, nó ăn ỉa cứt ra nè. Ăn ỉa cứt là có nghĩa là nó cắn cái lá đó phải không? Ừ, nó cắn cái lá nó ăn nè. Ăn ỉa lá hết rồi, còn ăn ỉa cứt nè. Dạ, ỉa cứt này nó ở nằm trong đây cho nên phun thuốc cũng cực kỳ căng ha. Cái này là một vô dẫn, hai là hôi gọi là xong đó. Đúng rồi. Xong rồi cho nó bị sốc á, nó chết. Ức chế nó chết. Đúng rồi. Dạ. Cái này là đã đi hết rồi, đâu còn gì đâu. Rồi. Dạ. Đi khô quá đi dần rồi. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ là con sâu đầu đen là theo hồi nãy con khảo sát hỏi là nó là sau khi nó về nó ở đây rồi. Rồi nó ở trong cái ống á. Ừ. Nó nở ra nó thành con bướm hả chú? Rồi nó nở ra mình một cành bướm á. Bướm mà rồi con bướm ra nó bay đi. Rồi con bướm nó bay đi cầm rơm rồi hả? Con bướm bay đi là nó qua cái vườn khác nó. Dạ, đầu nó đậu vô đó lại nó nở tiếp tục thành con sâu. Đúng rồi. Cầm bướm. Dạ. Có nghĩa là cái quy trình của con sâu đầu đen của bà con là nó bắt đầu là nó là con sâu. Rồi nó sẽ nở thành con bướm. Rồi con bướm bay đi lại vô vườn khác là tiếp tục nó nở thành con sâu. Ừ. Nó di truyền như vậy luôn. Nó di truyền vậy. Dạ, rất là nguy hiểm á chú Sáu. Ờ. Cho nên bà con thấy nó ăn cái này là do sâu đầu đen chứ không phải do trái lá bà con. Nó ăn rồi nó buộc là hút hết. Hút hết rồi đầu nó phải khô như vậy. Ừ, khô đó. Dạ. À, bà con thấy rất là thương tâm cho bà con ở quê hương Bến Tre. Kênh sốt ruột lắm, nhiều bà con kêu qua bên đây là kênh bữa nay phải dành ít thời gian qua bên đây. Và cố tình bắt được con sâu đầu đen mà lại không bắt được. Cái này là chắc do phun thuốc này nó té xuống. Nó té xuống phải không? Ừ, nhưng mà cái giai đoạn này là nó lá đen này là chắc nó vô nó ăn trước rồi hả? Ừ, ăn trước. Phun thuốc ba cái lá mà nói vườn ơi ăn nó làm xịt thuốc ăn nặng nó ăn sâu ăn rớt thuốc. À, vậy có nghĩa là cái vườn bên đó chú còn thấy là nó còn tốt hơn, nghĩa là chú phun kịp thời đúng không? Đúng rồi. Còn mấy cái cây dừa này là quá nặng luôn rồi nè. Ừ, cũng xịt mà cũng xịt kẻ á. Dạ. Phun kẻ. Quá nặng. Qua cái bờ này nó khủng khiếp luôn à chú Sáu. Ờ, chú Sáu nhìn bà con nhìn ra bờ đó. Cái này biết chừng nào mà hồi phục là nổi trời. Bà con thấy nó bây giờ là không còn có màu xanh ở trên cái cây dừa nữa bà con. Nó khô luôn á. Dạ. Nó khô luôn. Dạ nó khô luôn rồi. Ở đây là nãy con đi cái huyện Mỏ Cày Nam này là con thấy hình như là trên 70% là bị sâu đầu đen tấn công. Muốn hết luôn. Dạ, có một số vườn con thấy còn xanh xanh chắc như là có phun thuốc chú Sáu. Có, mấy vườn xanh xanh là xịt thuốc à. Dạ, mấy cái vườn xanh xanh là đã xịt thuốc kịp thời trước á. Còn những cái vườn này bà con thấy ngoài sau lưng của chú Sáu đó là quá trời luôn rồi, không còn gì để tả nữa. Vậy mà hỏi sao cho nó có kinh tế thì dừa bà con. Nói chung là bà con trồng dừa ai cũng muốn có dừa để bán. Nó làm kinh tế hộ gia đình mà giờ sâu đầu đen tấn công vậy. Rất là đau thương cho bà con ở quê hương Bến Tre nói riêng. Khi bị sâu đầu đen tấn công á là nó ăn mấy cái lá hết.
cho nên cái bẹ nó bị suy dinh dưỡng và nó sẽ bị rất rất bẹ luôn bà con, giống như là bị nấm khuẩn mà rất bẹ xù hoài. Nhưng mà cái này là do là sâu đậu đen tấn công cái tàu dừa, là nó đâu còn dinh dưỡng gì nữa, trên đó nó nuôi cái bẹ nó được, bắt buộc nó phải là rất bẹ, nó rất bẹ. Nên bà con thấy cái cây dừa mà bị bộ cánh cứng á, là ý xin lỗi của sâu đậu đen á, à, bà con thấy nó thon thoát vậy nè, nó thẳng băng à, cái củ hủ nó không có nở ra được, lý do là trên cái cây nào nó cũng có sụ cái bẹ như vậy, bà con thấy nó chóc vót hết trơn, thấy rất là thương cho bà con. Cái này không loại trừ dừa lớn nhỏ bà con, dừa nào cũng bị hết, bà con thấy đó. Này chia sẻ cho bà con, còn những cái bà con nào mà ở những tỉnh thành khác á, mà chúng ta muốn ngừa á, thì chúng ta có thể là phun một số thuốc mà như trừ sâu rồi đó, chúng ta ngừa trước đi, đó là từ xa nha. Chứ còn hiện tại là kênh cũng đang đi khảo sát từ bên Tiền Giang là không có, thì Tiền Giang là cách nuôi sông Tiền là tới Bến Tre qua cái cầu Rạch Miễu bà con, nhưng mà phía Tiền Giang không có, nhưng mà không chủ quan được, tại vì con bướm nó bay mình không biết nó bay cái quy luật nó bay thế nào, mà khi nó đã nở thành con sâu rồi nó sẽ hệ số nhân lên và lúc đó nó ở tấn công trên diện rộng. Qua dừa mà nó bị sâu đầu đen gì, cảm giác buồn không chú sao? Buồn chứ. Buồn, rất là buồn. Rồi, bà con nghĩ vậy, nó ăn keo hết rồi sao không buồn, mà sống nghề nông dân đây nhờ dừa. Dạ. Mà vừa khảo sát là thấy là dừa vậy, à thấy bà con nông dân ta một cái chết rồi. Dạ. Đó, thì đúng là ai cũng vậy thôi chứ không phải một người. Dạ. Con hỏi thấy mấy bạn trên TikTok á, mấy bạn đó chắc con nghĩ là quê hương Bến Tre. Mấy bạn đó chắc ở cái vùng Mỏ Cày Nam nè hoặc là Mỏ Cày Bắc. Đó là quay mà chạy trong cái đường nông thôn mà đường đan vậy, mà con thấy hai bên nó lá dừa nó đen thui đó, mà nó sơ sát cái đó mình thấy rất là tội. Vậy là sao ăn trơn rồi á? Dạ. Ăn hết rồi. Con cũng muốn ra đây thứ nhất là để khảo sát mình lấy con sâu đầu đen đem về và thực nghiệm để con xong thuốc hoặc là con phun loại thuốc nào để cho nó hiệu quả, là ngăn ngừa ở từ xa. Đúng chứ không phải là riêng ở tỉnh Bến Tre của chú. Đó là mục đích con dạy như bữa nay là qua tìm không được con sâu đầu đen. Nhưng mà cái này cũng rất là buồn, cái là dừa mà nó bị như vậy là mình cảm thấy mình qua đây sáng không có vui bà con. Sáng qua đây là nhịn đói, không uống cà phê nhịn đói luôn, không ăn uống, ra mình thấy dừa sơ sát bà con. Mà cái người dân mà ở đây thu nhập từ cây dừa. Đúng rồi, cây nhục dừa. Mà giờ dừa không có trái mà rất là, ý không đúng là bị vậy không có trái, rất là buồn. Chứ còn dừa ở Bến Tre là bà con là dừa ok lắm. Ở bên đây đặc biệt bà con. Lúc này dừa càng ngày cái trái càng nhỏ. Bởi vì nghĩ cái dày cái gáo bự. Sao bự được, nó đâu có gì đâu, hấp thu dinh dưỡng nhà nổi nào rồi, nó bự được. Đúng rồi. Đó, ngày qua đây ngày hôm nay cũng rất là chân thành cảm ơn chú Sáu đã hỗ trợ cho con. Thì cũng xin lỗi bà con là bữa nay không bắt được con sâu đầu đen. Để mà kênh về thực nghiệm cũng là xin lỗi bà con, như kênh hứa sẽ mai mốt có điều kiện để tìm ở cái chỗ nào mà nó mới á chú. Chứ chỗ này cũ rồi là không có còn con sâu đầu đen. Nãy nhờ 2-3 người, 4-5 người luôn đi tìm mà không có chỗ nào có con sâu đầu đen. Đó là chia sẻ cho bà con, kênh cũng xin thành thành xin lỗi bà con là không có con sâu đầu đen để kênh khám phá để mà phòng ngừa từ xa. Đó, cũng muốn cho bà con nhìn thấy rõ nó lắm. Thật ra nó là nhỏ hả? Con nghe nó mấy chú nó bằng cái que đuổi hả, cái que tâm nhang hả? Đúng rồi, chút xíu à. Chút xíu mà nó có chút xíu không có lông. Ừ, cũng không có lông, người đuổi bằng dài một cái đầu cứ ngắt, cái đầu cứ ngắt đầu đen. Đúng rồi. Đó cho nên là người ta đặt sâu đầu đen. Đó, cũng chia sẻ cho bà con. Rồi cũng kênh cũng xin là chân thành cảm ơn bà con tỉnh Bến Tre đang đối đầu với cái đại dịch sâu đậu đen, mong bà con cũng cố gắng là phun thuốc ngừa, chăm sóc dừa để mà qua cái giai đoạn là bà dừa hồi phục và bà con cũng phát triển kinh tế từ cây dừa của mình. Đó là cũng thay mặt bà con trong cả nước cũng chia sẻ như bà con Bến Tre đang hứng chịu cái tổn thất từ sâu đậu đen này, nó phá hoại kinh tế từ cây dừa của mình. Rồi con cũng xin chân thành cảm ơn chú Sáu đã phối hợp với con quay cái video để chia sẻ cho bà con. Rồi kênh cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã yêu cầu kênh để quay sâu đậu đen nha. Tôi cũng xin trân trọng kính chào. Con chúc chú Sáu cũng là luôn được nhiều chú khỏe chú Sáu.